chương trình được tài trợ đặc biệt bởi công ty cổ phần dầu thực vật Tường An cùng nhãn hàng Tường An Cooking Oil. Nào cùng khám phá cách chế biến món ngon thịt ngon và chẳng phải xem kiến thức của ai hay thật hay, chỉ một đồ ăn thương vẫn đem món ngon thịt ngon tiền thường là tầng ống hoang ăn cũng chắc vui. Xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả thân thương đang đến với chương trình Thiên đường ẩm thực. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty truyền thông và giải trí Điền Quân thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:25 tối thứ sáu hàng tuần trên HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn công ty cổ phần dầu thực vật Tường An và nhãn hàng Tường An Cooking Oil đã tài trợ độc quyền cho chương trình này. Thưa quý vị thân mến, như chúng ta đã biết, đất nước của chúng ta là một đất nước được trời ban cho rừng vàng biển bạc, và biển là trải dài khắp các miền của Tổ quốc. Rất nhiều đặc sản từ vùng biển của chúng ta trở thành thương hiệu cho mỗi tỉnh thành. Trước khi đến với điều đó, mời quý vị cùng gặp gỡ những bạn trẻ, những con người mà tạo nên những cái màn đỉnh cao trên sóng truyền hình. Họ là ai? Xin chào đón hai đội chơi ngày hôm nay. Go. Trời đất ơi, chết tôi rồi. Chỗ phải không? Về chỗ phải không? Ủa? Đến nhậu. Thôi, nghe đồ mà phải về chỗ đó. Thưa quý vị, siêu mẫu, hoa hậu, á hậu, máu hậu, tất cả đều có. Lời đầu tiên cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho chương trình Thiên đường ẩm thực mùa thứ năm. Khám xa mình ta. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn vào ống kính, mình chào quý vị khán giả nha. Mời đội Minh Tú đầu tiên. Xin chào tất cả các bạn, mình là Minh Tú. Đúng không? Ngắn gọn xúc tích đó em đó. Đúng rồi, thời buổi này là ngắn gọn xúc tích. Đúng rồi, đầy ý nghĩa. Xin chào tất cả mọi người, mình là Lê Xuân Tiền. Mình là Cao Ngân ạ. Thưa quý vị, à cái đội vừa rồi thì có màn chào đầu giới thiệu hơi nhạt nhòa nha. Nè, có cái đội mà gọi cực gắt nè. Yến à, vô. Dạ, lời đầu tiên cho em xin được gửi lời chào đến toàn vị ban giám khảo có mặt ở đây. Ở đây em có giám khảo nha. Đâu, giám khảo có mặt ở đây. Em là Võ Hoàng Yến và ngày hôm nay em đến đây được trả lời câu phỏng vấn của mình. Thưa quý vị, vừa rồi là một màn chào đầu vô cùng diễn xuất, thưa quý vị. Rất diễn xuất đó. Thế anh đó. Mày hả? Tôi căng thẳng quá rồi, chào đầu mà căng thẳng rồi. Ok. Chào tất cả mọi người, mình là Dương Anh Quân và mình đang bị kẹp giữa ở hai á hậu nên là mình đang run quá. Hết rồi ạ. Xin chào mọi người, đây là lần thứ hai Thủy tham gia Thiên đường ẩm thực. Và lần trước thì cũng đã thắng hai vòng và ăn rất là nhiều. Cho nên là hy vọng lần này là Thủy sẽ được ăn nhiều cái hải sản mà anh Trường Giang đã sắp đặt cho cái nhóm ngày hôm nay. Chưa giới thiệu cho biết hải sản. Hải sản đúng rồi. Ủa, nãy mới giới thiệu mà. Nãy nói là rừng vàng biển bạc thôi chứ biết trên rừng có gì chứ biển có gì. Chưa nói nhiều làm gì. Nói nhiều làm gì rồi chứ hả? Thưa quý vị, vì miếng ăn mà mới đầu chương trình họ đã chặt chém nhau. Nhưng bây giờ để công bố luôn chủ đề của chúng ta hôm nay là gì, xin mời. Oh wow, vua của biển. Wow. Là gì? Những món ăn từ biển. À bây giờ này, ở đây nè, ai thích ở biển mà mình đã từng ăn gì mà mình thích, món ruột tủ của mình mà mình thích nhất là gì? Mình rất thích anh ơi. Và đặc biệt thích con gì không? Cua, ghẹ, tôm. Ai thích món gì nữa? Dạ Võ Hoàng Yến á, thì Võ Hoàng Yến chương trình này chúng tôi không cần điệu, thưa quý vị. Dạ mình thích ốc dồi dôi đó. Đó là hàng nước ngoài nhập đúng không? Ốc dồi dôi. Hy vọng hôm nay chương trình sẽ có ốc. Rồi Thủy thích ăn con gì? Em là em thích ăn sò hơn. Sò. Sò lông. Sò huyết. Sò lụa. Tiền mình ăn gì? Em thích ăn tôm. Tôm gì? Tôm tất cả loại tôm luôn. Tôm sú, tôm hùm. Đặc biệt là đồ biển thì rất là cung cấp rất là nhiều vitamin cũng như là khoáng chất, các loại chất và đặc biệt là canxi ha. Nó canxi rất là nhiều, canxi là nhiều nhất và nó hỗ trợ cho xương cốt rồi ha. Hồi đó tôi ít ăn đồ biển hồi nhỏ nên có khúc à. Đây chắc ăn đồ biển không hả? Đúng rồi, tôi ăn rau luộc á anh. À. Ngàn rưỡi một thố. Vậy hả? Đúng rồi. Em ghét đồ biển lắm, tại vì hồi xưa suốt ngày ăn cá nhặt xương, xong rồi ăn mấy cái con mà tù thích là em ghét lắm. Con cua, con ghẻ rồi bóc lột, lột mệt lắm. Rồi mời em về. Tại hôm nay ăn đồ biển không hả?
Nhưng mà có người lột cho thì có ăn không? Ra đi. Đó, giống quỷ gì đó. Và chúng tôi xin thông báo luôn, cái luật chơi của chương trình này là chỉ đội thắng được dùng, đội thua được nhìn, được hửi, nhưng tuyệt đối không được ăn. Có được đi chỗ khác ngồi không anh? Không, phải ngồi trước mặt. Và chúng ta sẽ có 3 vòng. Đội nào thắng 2 vòng thì có nghĩa là thắng chung cuộc và mang về giá trị tiền thưởng cho đội mình 10 triệu đồng. Thế nên chúng ta bằng mọi giá ở một cái game nào đó, bất kỳ phải thắng bằng mọi giá thì mới bước vào đại tiệc mà ăn được. Đội còn lại thua cũng bước vào, được nhìn thấy, được hửi, được nghe người ta mô tả và phân tích, được thấy đầu bếp làm tại chỗ, nhưng không được dùng. Đau đớn nhất là biết nó ngon mà không được ăn. Thì bây giờ chúng ta trước khi bước vào cái trò chơi này thì hãy xem rằng cái món đó là món gì và nguyên liệu là gì. Và vòng đầu tiên, nguyên liệu đỉnh cao. Chúng ta chờ xem. Với đường bờ biển trải dài khắp dải đất hình chữ S, không ngạc nhiên khi Việt Nam sở hữu nhiều bãi biển mang vẻ đẹp đến nao lòng cùng nguồn hải sản trù phú và quý giá. Vậy loại hải sản nào xứng đáng được mệnh danh là vị vua của biển cả? Hãy cùng Thiên Đường Ẩm Thực vi vu lượn sóng một vòng để truy tìm những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị cao quý này nhé. Thật thiếu sót nếu trong danh sách đề cử này thiếu vắng ứng cử viên tôm hùm, loài hải sản nổi tiếng với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, giá trị kinh tế cao. Bởi chúng vốn được sinh sống trong môi trường khắc khe, nơi những vùng biển ấm, bình lặng, nước trong sạch. Chà chà, nghe đến đây thôi thì chắc ai cũng háo hức chờ đợi bàn tiệc quý giá này đúng không nào? Chờ xem. Đối với những hải sản tươi ngon, những cách chế biến đơn giản sẽ giúp chúng ta tận hưởng nguyên vẹn hương vị từ biển cả. Chính vì thế, để mở màn sương sương, anh đầu bếp gửi đến các bạn món tôm hùm mù tạt. Chỉ cần sơ chế phần đầu, mình tách trọn vẹn phần thịt tôm hoàn hảo thế này, cắt nhỏ cho vừa ăn là có thể thưởng thức được rồi. Sẽ tuyệt vời hơn khi dùng kết hợp với nước tương cùng một ít mù tạt cây nồng kích thích vị giác. Chào ơi, xem kìa, miếng thịt tôm tươi sống trong veo. Cho vào miệng là cảm nhận ngay sự mát lạnh sảng khoái, nghe thấy ngay bên tai tiếng sóng vỗ rì rào, cứ thế mà đắm chìm mãi không tỉnh mất thôi. Ấy ấy, mới sương sương thôi mà cả nhà, mau mau tỉnh dậy để còn thưởng thức tiếp nào. Cực phẩm thứ hai cũng đơn giản nhưng lợi hại không kém. Sơ chế tôm, cắt thân tôm thành từng khúc như thế này, kế đến mang tất cả đi chiên trong chảo ngập dầu Tường An Cooking Oil, xối liên tục để tôm được chín đều. Lưu ý, đối với những món ăn được chiên ngập dầu thì phải chọn những loại dầu chịu được nhiệt độ cao, có như vậy thì món ăn mới giòn ngon và đảm bảo được hương vị thơm ngọt. Chẳng mấy chốc tôm đã được áo lớp vỏ màu đỏ hồng đẹp mắt rồi nhé. Xào tôm cùng ít dầu hào đến khi thấm tháp thì cho thật nhiều tỏi băm đã phi vào, đảo thật nhanh để tỏi áo đều phần tôm mà dọn ngay ra đĩa, chứ đừng chờ đợi chi nha. Bên trong lớp vỏ cứng cáp là phần thịt trắng tươi ngọt dai hòa quyện cùng hương vị tỏi nồng nàn, hứa hẹn sẽ gây thương nhớ dài lâu cho mà xem. Kế tiếp, mời bạn đổi khẩu vị với món tôm hùm sốt XO nổi tiếng nha. Sơ chế tôm xong thì cùng đầu bếp bắt tay vào làm sốt XO trứ danh thôi. Xào nhanh tỏi, hành, gừng cho dậy mùi. Thêm tiếp tương XO cùng chút dầu hào, nấu cho các nguyên liệu hòa vào nhau là cho ngay nhân vật chính tôm hùm vào đảo đều trên lửa nhỏ. Để sốt dễ dàng thấm vào thịt tôm là xong. Khéo léo bày tôm ra đĩa, chế sốt XO nóng hổi lên trên là hấp dẫn ngay. Thịt tôm thơm ngọt, thấm đậm nước sốt đậm đà, ăn kèm với rau củ luộc giúp cân bằng vị giác thì phải nói là tuyệt cú mèo luôn.
quả không hổ danh là món ăn lẫy lừng trong thực đơn của các nhà hàng năm sao, phải không nào? Đố cả nhà biết món thứ tư sắp tới là gì? Đảm bảo chỉ cần nghe tên thôi là cũng đủ để mọi người ngất ngay cho mà xem. Tôm hùm nướng phô mai, quá đã luôn. Đầu tiên, nướng mọi tôm hùm cho đến khi vừa chín tới, rồi cắt dọc thân chia tôm ra làm hai thế này. Nhanh tay phủ lớp phô mai béo ngậy hấp dẫn lên trên. Nhớ là phủ cho kín phần thịt nha. Nhanh nhanh mang đi nướng thêm lần nữa để phô mai thấm sâu vào thịt tôm. Ta-da! Món mới đã sẵn sàng rồi đây. Ăn một miếng là cảm nhận ngay thịt tôm chắc ngọt phối hợp với hương vị béo ngậy thơm phức của phô mai. Tất cả như tạo ra một vũ điệu nhịp nhàng, lôi cuốn, khiến bao người say đắm. Sẽ thật sự tuyệt vời khi kết thúc bàn tiệc bằng một món cháo nhẹ nhàng, vừa giúp cân bằng tất cả, nhưng cũng vừa đủ sức làm nền tảng vững chắc cho những chiếc bụng đói, phải không nào? Dùng đầu tôm phủ đầy gạch thơm béo, bỏ vào cháo đang sôi, trong chốc lát sẽ có ngay nồi cháo vô cùng chất lượng. Nóng hổi, thơm ngào ngạt, béo béo, điểm thêm chút hành lá, chút tiêu nữa là tuyệt vời ông mặt trời luôn. Bàn tiệc tôm hùm năm sao đã sẵn sàng trong bếp. Ai muốn thưởng thức thì giơ tay nào. Thưa các anh chị thân mến, con tôm hùm là một con tôm sống ở ngoài biển và nó rất là dinh dưỡng và nó tốt cho sức khỏe. Thế thì đội nào thắng mới được bước vào ăn, và tiếc đứt ruột nếu lỡ thua. Không ấy, mình hòa đi để hòa hai đội ăn chung. Không có chị hòa ở đây. Hòa là ông Hoàng ăn hết á. Chỉ có duy nhất đội thắng ăn thôi. Và chúng ta phải vượt qua thử thách sau đây từ chương trình. Xin mời. Kính thưa các bạn thân mến, ngay bây giờ chúng ta sẽ đi thu hoạch hải sản. Mỗi đội hãy cầm một cái giỏ. Đó. Cặp đầu tiên, mỗi đội cử ra một người. Chúng ta sẽ đeo cái đai này vào, và mỗi người sẽ tự di chuyển về cái lưới của mình để thu hoạch hải sản. Khi nào MC thông báo đổi người, lập tức hai người khác lên đổi cho hai vị trí đó. Sau khi kết thúc ba người, đội nào thu hoạch nhiều hơn về số lượng tính bằng con thì đội đó chiến thắng và bước vào đại tiệc. Yeah. Bên đây cử người đầu tiên là ai? Em với đây con bên kia cử ai? Thưa quý vị, chúng ta sẽ có ba lượt chơi, mỗi lượt 30 giây. Sau ba lượt chơi sẽ tính tổng đội nào mang về nhiều con hơn thì chiến thắng. Lượt đầu tiên bắt đầu. Chồm chân tới, chồm tới không? Chồm tới không? Chồm tới, chồm tới. Thưa quý vị, chưa nhá. Họ đã sẵn sàng. Chui gì tới giật cái đó. Chúng ta chờ đợi lượt này đội nào mang về nhiều. Bắt đầu đi nào. Trời ơi. Lượm đây đó kìa, lượm đây. Lấy nguyên vậy rồi. Thưa quý vị, đây là cái giỏ của Mâu Thủy. Thật bất ngờ, không có con nào. Tao xuống không ạ? Trời, tôi có quýt tính. Nó nào mới lưới kìa. Giật lưới rồi, giật lưới. Giật lưới không tính, cái lưới không tính. Tao có lưới đâu.
đưa cái lưới đây. Em đi em, trời ơi, nó bụi nó kỳ mà. Đúng rồi, vậy đó là thu hoạch từ lưới chứ không có giật cái lưới, giật lưới không tính. Giật lưới không tính, không tính giật lưới, cái lưới không tính. Thì cái vỏ của Minh Tú cũng không có con nào. Bây giờ là lượt cuối cùng, trời ơi, Hoàng Yến với lại Cao Ngân ai chiến thắng nhìn là biết rồi. Thưa quý vị, cặp đôi cuối cùng, quý vị nhìn đi. Một bên thì thương không, một bên thì ưu thế hơn. Chúng ta chờ xem. Bắt đầu. Trời. Thưa quý vị, quá khủng khiếp. Quá trời ơi. Thưa quý vị, lẽ ra là chúng tôi bắt đầu đếm cái hải sản, nhưng hai đội đều chơi không đúng luật, nên cả hai đội đều không được tính hải sản ở trò chơi này. Không bên nào đúng luật hết. Chúng ta sẽ có câu hỏi phụ để tìm ra đội chiến thắng. Thưa các anh chị, vì chúng ta là nghệ sĩ nên các anh chị chơi nó quá có nghệ thuật. Nó quá gọi là mạnh mẽ và khốc liệt, nên cuộc chiến vừa rồi phạm luật hết. Nên ban tổ chức có một câu hỏi phụ vô cùng đơn giản về tôm hùm. Đội nào biết sau khi Trường Giang kết thúc câu hỏi bấm chuông giành quyền trả lời. Chuông reng. Đó là chuông. Đội nào chuông reng là chuông. Đội nào reng trước thì trả lời trước. Nếu đội trả lời trước sai thì đội sau không cần reng vẫn có quyền trả lời. Đội nào đúng thắng 1-0 và bước vào đại tiệc. Và đại tiệc này rất ngon, các anh chị hãy cẩn thận. Cái vấn đề ăn ngon thì nó dễ, nhưng mà nhìn người ta ăn ngon mà mình phải chấp nhận đắng cay là điều không nuốt được. Câu hỏi của chương trình là: tại Việt Nam, đất nước chúng ta, nơi chúng ta sinh ra và lớn lên, nơi có những người cha, người mẹ, người ông, người bà, thì tôm hùm là một loại tôm ở ngoài biển, sống ở dưới biển với độ sâu nhất định, nhiệt độ nước nhất định để con tôm phát triển, nó nhất định và thịt nó giòn dai, điều đó ai cũng biết. Thì ngoài con tôm hùm ra có những tôm khác như tôm sấu biển, rồi một vài tôm khác. Mệt cái đọc cái anh. Thì tôm thẻ, tôm chì, thì con tôm hùm làm con tôm ngon hơn mấy tôm kia, vì cái giá trị dinh dưỡng nó mang lại nên nó mắc tiền hơn mấy tôm kia là chắc chắn, điều đó ai cũng biết, không cần nói nữa. Câu hỏi của chương trình là: ở miền Trung nước ta, nơi có những bãi biển đẹp, danh lam thắng cảnh nổi tiếng toàn thế giới, có hai tỉnh có sản lượng tôm hùm nuôi cao nhất nước ta. Tỉnh thứ nhất Khánh Hòa, tỉnh thứ hai là gì? Đây, rang trước. Tỉnh thứ hai là năm bốn Quảng Ngãi. Không, chính xác. Chúng ta có 5 giây để trả lời. 5 4 Phú Yên. Chính xác. Hồi nãy là em thấy hình bụng rô luôn á, là của Phú Yên. Tức là có một cái đoạn biển là từ Vịnh Cam Ranh, Vịnh Hy mà đó, đi dài ra ngoài Vũng Rô, ngoài Phú Yên á, là chuyên nuôi tôm hùm mà sản lượng khủng khiếp mà ngon. Tôm hùm bông của mình là một trong những tôm hùm ngon nhất thế giới luôn, chứ phải đùa. Ngon lắm, có thịt cũng ngon. Còn biết ngon như thế nào thì tối về đi, mai đi đi ra tiệm ăn. Còn bây giờ đại tiệc người ta ăn, xin mời. Chờ gì nữa, trời ơi, thời tới cả không nổi. Em ở đây nha, tại chị ăn tay trái. Ủa, tay trái luôn, anh tay trái nè. Ồ. À, thưa các anh chị, quý vị và các bạn thân mến, đại tiệc tôm hùm ngày hôm nay rất hấp dẫn, nhưng mà chúng ta phải có cái người làm
hướng dẫn ăn uống sao cho nó đúng cách. Chúng tôi xin giới thiệu, sau đây một đầu bếp sẽ xuất hiện. Đây là người anh cả trong một gia đình, 5 người anh em. Đầu bếp Nguyễn Hữu Úc. Trời ơi, anh Úc trời à. Ơi, anh Úc ơi, thiệt tình anh Úc. Chào quý vị. Món à, đây là cái món sau này em sẽ biểu diễn tại bàn. Dạ, à, quá anh Úc ơi. Anh Úc khỏe anh Úc hả? Dạ vâng. Mình có gia đình chưa anh Úc? Dạ, em có rồi anh. Ừ. Dạ, Úc, dạ, đi, nói chuyện Úc đi. Anh Úc ngồi anh Úc. Dạ vâng. Hôm nay rất vinh hạnh tới đây để được trực tiếp nấu cho những người nổi tiếng. Đã mà toàn là hot girl không anh Úc? Thì anh Úc là làm nghề đầu bếp được lâu rồi chưa anh Úc? À, tính từ lúc bắt đầu vào nghề là được 15 năm. Ồ, cũng kinh nghiệm đầy mình đúng không ạ? Bây giờ anh Úc có thể làm món sashimi cho tay ban anh Úc hả? Vâng ạ. À. Mình phải ăn món đầu tiên đúng không anh Úc? Thôi, nếu mà món đó là khai vị thì cũng là rất là tuyệt vời. Rồi, mời anh Úc. Có thiếu gì không anh Úc? Đủ rồi, thiếu thiếu một kèm bên đứa nhỏ. Phụ bếp. Ê, đây đây, làm cho. Ở sau mà lát cho em mấy cái... Một đốt rồi được rồi. Đây, chúc quý vị, anh Úc tên là Nguyễn Hữu Úc, quê Vĩnh Long, đúng không anh? À, quê Hà Nội. Ờ, anh. Nói gì vui chứ giọng Bắc mà. Anh Nguyễn Hữu Úc, quê Hà Nội, sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo. Bố làm to mẹ bán bún bò. Nhưng anh Úc đã vượt lên ý chí chính mình, vào Nam lập nghiệp 15 năm bán hải sản, đúng không anh Úc? Dạ, đúng rồi ạ. 15 năm làm nghề hải sản, đến nay kinh nghiệm đầy mình. Chưa một lần thất bại, anh Nguyễn Hữu Úc của chúng ta, một nhân vật vượt khó bằng mọi giá phải cuốn gói ra đi. Cuốn gói à, không, bằng mọi giá xa rời quê hương vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Hiện nay đã có vợ và ba cháu. Ba cháu đúng không anh? Dạ được hai ạ. Mới hai cháu thôi chưa quý vị ơi. Rồi đây con anh lớn lên sẽ theo nghiệp cha, tiếp tục làm đầu bếp hải sản, đúng không anh Úc? Rồi chưa chắc anh. À cái đó chưa chắc. Nói chào vui với anh Úc. Anh Úc xin hỏi cái điều này nó hơi tế nhị, năm nay mình được bao nhiêu nồi bánh tét rồi? À, em năm nay 39 rồi anh. 39? 39 rồi, và. Nói chuyện với anh Úc đi Tú. Thôi coi Úc làm, Úc về nấu với chồng ăn. Anh Úc. Anh. Dạ vâng em nghe đây anh. À, anh Úc là Minh Tú đang xem anh rất kỹ để mai mốt về làm cho chồng ăn. Chắc khoảng từ 15 năm nữa có chồng. Rồi làm cho chồng ăn. Trời ơi, trời ơi. Anh ơi mình cùng quê á, có gì lát anh... Để đưa cái giỏ cho mẹ anh Quân. Anh Úc biết luật của chương trình chưa? Luật của chương trình là chỉ có đội thắng mới được ăn. Anh còn miếng. Đội thua thì không được ăn. Đầu bếp xuất hiện nếu như cho đội thua ăn thì đầu bếp không được lãnh lương. Nói trước cho anh Úc biết để mình gì mình. Mấy đứa mình phải tuân thủ luật mấy không? Anh Úc bị đam mê thôi, anh không cần lương. Mình đúng vậy. Đam mê thôi. Anh Úc cũng còn hai đứa con người, nữa. Cho mọi người ăn ngon là được rồi đúng không anh? Không cần lương là chết đói đó. Cái tôm hùm này theo anh Úc là ăn món gì là ngon nhất anh Úc? Tôm hùm nói chung là rất là đa dạng. Vâng. Cái món tôm hùm về hải sản á thì mình làm nó càng đơn giản bao nhiêu thì nó càng giữ nguyên cái vị. Và đúng rồi, giữ được vị biển, đấy, mùi của biển và vị. Thôi, đã không được ăn rồi còn ám sát. Buồn dễ sợ. Cái để vào đây mình rồi. Trang trí rồi tí nữa mình sẽ cắt sau. Không, mình cắt bỏ vô cháo luôn anh. Tụi em không có thời gian bận rộn lắm. Vậy thì để đây đây. Nhà bao việc. Nhà bao việc hả? Ít giờ sẽ bị. Không, bỏ vô cháo. Bảy, không, bỏ không, cháo. Bỏ vô cháo thì còn cái gì nữa. Tỉnh táo đi em. Thường thường lắm. Ủa em tưởng ăn với wasabi phải thái mỏng chứ. Thường lắm, bé này không biết gì tới lần. Tôm hùm cái thứ thịt nó không giống như cá. Đúng. Đó. À, đừng nói mấy đứa không biết gì về đâu ăn. Nên mình đi đều cho hai bên ha. Ủa, yeah. Anh lại sai nữa rồi. Anh ơi, sai, bên đây, bên đây, bên này. Chúng ta để vào đây, hai bên này. À, anh Úc vui tính ghê. Thanh lịch lên cưng. Còn cái này mình thêm cho vào cháo. Cháo cho nó ngọt và... nước đó mà. Không bỏ đi một cái gì cả. Không bỏ đi một cái gì cả. Tại sao phải bỏ đi? Trời ơi, gạch kìa chết thiệt. Sống làm sao được. Thử thách thanh lịch. Đây, chúng ta sẽ dùng theo phong cách hoàng gia. Có luôn. Thầy hồi nãy nghi á, có cái đuổi nó rồi. Hay quá. Đây, chúng ta sẽ dùng tôm hùm sashimi. It's a sashimi tôm hùm á. Wow. Trơn quá ha. Nó rất là tươi á. Thớ thịt nó rất tươi. Ồ, nó tươi mà đến nỗi là nó trong cái thịt luôn á. Nè, Tú à. Thì tôm hùm là một loại thịt giàu dinh dưỡng. Đúng rồi. Đặc biệt là canxi và chất đạm. Dạ.
mới hửi thế là mới hửi cái là tới Nha Trang rồi đó. Tới Nha Trang rồi đó. Con này con này con này hử Phú Yên anh ạ. Không nhìn mẹ, dạ, không nhìn mẹ. Con này hử Phú Yên anh ạ. Tối gì chết nhà Phương rồi. Sao anh? Tại sao ông trời lại cho đứa con tôm hùm mà biển không bơi, vô đi bơi làm gì? Thịt rất tươi và rất ngọt luôn, không nghe một cái mùi hôi tanh vậy được. Mời Dung. Wow. Dùng đi, chị ăn thường xuyên mỗi món này quen rồi em. Nhà chị có điều kiện đó. Cái vị nó rất là Phú Yên luôn á. Ủa thế anh Giang ơi, nhà thiếu gì mấy dạ. Quỷ bên đội thua là không được ăn cái gì hết. Dạ không, đó là luật của chương trình, anh thông cảm. Vậy là mình chỉ được ăn bằng khứu giác thôi nè. Đúng rồi, thử ra. Sao em thấy sao? Xuất xuất, tươi. Cái sớ thịt của nó mềm, ngọt. Thực ra em thích ăn hải sản mà không có chế biến nhiều. Bản thân của em á là em chỉ thích một lần sống, hai là chỉ hấp sơ qua thôi. Đúng rồi. Tại vì như vậy thì nó sẽ ngọt thịt hơn. Đúng còn rồi. Nếu mà chế biến qua nhiều cái như rang muối hoặc rang me hoặc là làm nhiều quá thì nó bị mất đi cái độ vị tự nhiên của biển. Đúng rồi. Mình ăn không như thế này mà cảm giác nó đầy đủ như là có nhiều gia vị bên trong. Đúng rồi. Mấy người không ăn làm sao hiểu được. Anh đi đâu? Thưa anh Úc, thì bây giờ món thứ hai mình làm, mình dùng là món gì anh? À, đây là món tiếp theo là xin giới thiệu anh Giang là mọi người quý vị, đây là món tôm hùm chế tỏi. Trời ơi, ê, giúp anh ấy, giúp anh ấy. Không, à, không. Anh Út làm luôn hả? Em cắt. Trời ơi, anh Út ơi, anh làm vậy tụi em thiệt mừng. Khoan anh, đợi em ăn hết cái này rồi em học tiếp cái đó cho, làm cho chồng nữa hả? Ừ, người chồng 15 năm nữa mới có. Anh Út là một người chân thật, hiền lành, khiêm tốn và dung mình. Cả độ ngọt tự nhiên của tôm hùm. Anh nhẹ nhẹ gian bạn em anh. Thiệt luôn á này. Anh phải chuột lỗi đi. Thôi bây giờ anh phải chuột lỗi đi. Ngồi ngay ghế bên đầu bếp luôn. Được. Làm quá. Anh Dung. Ôi vâng. Nó giòn, nó ngọt. Trời thiệt, không, ngon lắm. Thật ra khi mà mình ăn đồ ăn ngon á, nó phải có trong hoàn cảnh nữa. Nó sẽ giúp thăng hoa lên cái cảm xúc đúng không anh? Mình ngồi ăn mà có người ta giòn là mình cảm thấy hạnh phúc rồi. Thưa quý vị là thịt tôm rất ngọt. Rất ngọt. Tỏi thơm. Tươi, rất là tươi. Cục sống đó, quý vị. Dung. 3, 2, 1. Ăn tôm hùm mà làm chín rồi mà nó vẫn còn cái giòn. Đúng rồi. Nó giòn. Ừ. Nó vẫn giữ được cái mùi vị của con tôm, nó có mặn. Nó không bị khô đúng không anh? Dạ đúng rồi. À. Em rất là thích ăn tôm. Nếu em vừa trả lời xong thì đúng ngập mây tôm. Chết tiệt. Buồn ngủ gặp chiếu manh, lân gặp pháo. Chỉ có nhảy đùng đùng thôi chứ sao giờ. Ê, mình Tú đang căng thẳng quá. Chào hết thế. Thật ra là em không thích ăn tỏi. Ừ. Em sợ mùi tỏi á. Ừ. Nhưng mà ăn cái này á, em thấy thơm. Cái mắm đầu tấu ngoài đây nè, là cái lớp này người ta cho dọn rồi. Tiêu nè. Nên nó hơi dài. Ừ. Nhưng mà vô trong thì nó mềm. Đúng rồi. Không trong nữa, mất đi cái vị ngọt tự nhiên của tôm. Nhưng mà ăn chung cái này ngon nè. Rồi, nghe Ngân nói nè, 2, 3. Đúng ngon hương vị của tôm hùm biển. Cái nhìn chồng thì tức chết rồi đó. Cái lần tôm nó ngon sao, nó ngon như thế nào? Nó ngon như thế nào? Tức là nó vừa ăn mà nó quá trời. Tới sáng luôn. Nó ngon tới mức mà không trả lời được luôn á. Thì là từ từ để em nói đã. Nè nghe, người ta có tính toán hết rồi nè. Lần nữa nè. Vừa ăn thơm. Rồi, món tiếp theo anh ơi. Món tiếp theo.
Đây là món gọi là tôm hùm sốt ít ô. Con Hường sắp biết rồi này. Em không giúp anh nữa đâu. Anh tự làm đi. Em giúp anh hoài em không được gì. Thôi bị văng nó thủy mấy né thủy. Ồ quên. Như thế nào xù nha. Cách làm mấy anh ra nha. Anh thích cắt bằng máy không được hết trơn. Đó. Sạch không? Khi chúng ta ăn món này là món tôm hùm sốt ít ô thì chúng ta phải chấm vô cái sốt cho nó tắm mình trong này, đắm chìm trong này. Thường vừa ăn thế là ông dịch bắn ngồi lần nữa. Một xỉu nè, xỉu nè, xỉu nè. Hai nói tắm anh đi. Này nó đợi nhai xong rồi nói. Nhiều cái gia vị. Gừng, tiêu, sốt ít ô. Ngon. Vừa ăn. Được. Cái cặp mỏ kìa. Ngon quá anh ơi. Giống như nãy em nói với anh đó, em không có thích ăn hải sản mà chế biến quá nhiều gia vị, bởi vì nó sẽ mất đi cái vị tự nhiên của hải sản. However, khi ăn cái này thì nó có sự sao ta, người ta nói nhiều người á, nó đôi lúc trong cuộc sống nó sẽ có phải có một chút gia vị gì đó thì nó sẽ thăng hoa hơn. Hay quá đúng rồi. Cái này em ăn cái này em sẽ cảm thấy thăng hoa hơn. Rồi sao tiền thấy sao? Nãy giờ mình ăn mấy cái món kia nó hơi đơn giản một xíu gia vị á. Bắt đầu mình đi vô cái sự kết hợp nè. Bắt đầu mình đi vô sự kết hợp thì thường ở những món này em ăn nhiều chỗ khác á thì em sợ bị mặn. Đúng. Nhưng mà em vừa mới thử một miếng thì em cảm giác nó đậm đà mà nó vừa phải lắm. Ăn không cần phải uống nước hay gì hết nhưng mà rất là ngon. Thằng bé này sao nó rành quá anh, ăn nói trúng bắp à. Bé kia nói con. Lúc em nhìn em thì em nghĩ là nó sẽ bị cay. Ừ. Nhưng mà nó không có cay. Ừ. Hết rồi hả Kim Tre? Rồi, món tiếp theo. Tiếp theo là thế nào, món tôm hùm nướng phô mai. Đây thưa quý vị. Quý vị nhìn đi. Thịt trắng, tinh, có nghĩa là gì? Tươi. Phô mai có một lớp trên này. Chúng ta chờ xem nó sẽ ngon như thế nào nha. Trời ơi, tươi, béo, thơm, đầy canxi thưa quý vị. Ngon, vô. Tới món tôm đúc lò này á, thì bình thường em ăn chỗ khác thì em thỉnh thoảng em hay gặp nó bị dai thịt đó anh. Ừ. Chắc là do cái quá trình nướng nó không có đúng phút hay sao. Nhưng mà ở đây thì em ăn cảm giác thịt nó rất là mềm. Ừ. Thịt mềm y như là ăn cái món sống khi nãy á. Ừ. Cắn tới đâu là đứt tới đó và nhai nó tan trong miệng luôn á. Đúng rồi. Kèm thêm lại cái lớp phô mai nữa rất là ngon. Nó hòa quyện vào nhau. Tiền nó giỏi quá. Trong lúc em ăn thì Ngân thì nói là Ngân thấy sao? Em muốn kiếm chỗ xỉu quá. Em muốn kiếm chỗ xỉu quá. Kiểu ngon muốn xỉu quá. Ở đây ăn muốn xỉu trước mặt em nói chung. Bé nói chuyện sinh động quá. Mình tới món cuối cùng đó là món ít cháo. Súp. Yeah, ít cháo. Đây để em cho. Anh này nghỉ ngơi đi. Đây là cháo đầu tôm hùm. Trời ơi đây. It's a beautiful. Tiêu. Tiêu. Hành. Gân. Hành. Hành này về tối khỏi ngủ luôn à? Quá cháo hành. Cái gì vậy? Wow.
anh, cho em hỏi vòng vòng sau á là mình tên món gì vậy? Hả? Vòng sau là tàu hũ chiên, tàu hũ kho. Ơi vậy em thua. À vậy hả? À, anh mới nè em gì vậy? Nè thấy ngon không? Vậy thôi hả? Wow nè, wow nè. Wow. Wow nè. Em con gái thời gian, nè. Thời gian không còn để phải chờ đợi nữa. Múc cháo ít thôi nha anh, múc một muỗng cháo thôi. Múc thịt nhiều. Ăn cháo no không ăn được mấy vòng sau. Tiêu hành. Ủa anh sao không bỏ này vô? Bỏ rau vô nè. Em biết sao không em? Tại tụi anh thích á. Sao? Tiền hết không? Thanh tao, ngọt. Và nó nhẹ bụng nữa. Dạ. Cháo này chắc mình không nêm gia vị gì luôn đúng không anh? Tại vì tôm nó ra rất là nhẹ. Rất là nhẹ thôi. Hầu như là không có bột ngọt ở đây. Ở ngoài Sài Gòn đang mưa, trong đây cháo nóng, ấm lòng quá. Như vậy là chúng ta đã thưởng thức hôm nay là rất là nhiều món, 5 món về tôm hùm đầy dinh dưỡng, canxi cũng có, đạm cũng có. Và đặc biệt là sẽ không làm tăng cân đâu. Mấy cái này chút xíu chúng ta tập là nó hết. Ăn ngon mà mập 1-2kg không thành vấn đề. Cái vấn đề là chúng ta ăn ngon nè, cho nên chúng ta về tập thể dục chúng ta cảm thấy thoải mái. Còn không ăn bị ức chế tâm lý. Nói chung là ngày hôm nay cảm ơn anh Út đã đến mà mang tới cái món ăn rất là ngon và bổ dưỡng. Cảm ơn rất nhiều, chúc anh sức khỏe. Ferroli tự hào đạt chứng nhận tiết kiệm năng lượng 5 sao. Phú Yên là vùng đất được biển cả hết mực ưu ái, khi vừa có khung cảnh tuyệt đẹp lại vừa có những món ăn vô cùng hấp dẫn. Nơi đây được ví như thủ phủ cá ngừ đại dương, vì ngư dân làng biển Phú Câu Tuy Hòa là những người đầu tiên phát triển nghề câu loại cá này vào năm 1994. Cá ngừ đại dương còn gọi là cá bò gù là loại hải sản có giá trị dinh dưỡng cao. Chúng chính là nguồn thực phẩm vô cùng bổ dưỡng và được liệt vào hàng đặc sản. Có lẽ do cách người Phú Yên thưởng thức cá ngừ lạ miệng, giàu hương vị và trọn vẹn hơn cả. Mỗi năm, cứ sau rằm tháng giêng, những đoàn tàu đánh bắt cá ngừ đại dương ở Phú Yên lại ra khơi. Nhưng mùa đánh bắt cá ngừ thường trúng nhất vào dịp tháng 4 âm lịch, khi mỗi ngày luôn có hàng chục tàu thuyền cập bến với cá đầy khoang. Mở màn sẽ là một món ăn hết sức đơn giản nhưng lại khiến bao con tim xốn sang. Đó chính là món cá ngừ mù tạt. Với món này, đầu bếp của chương trình sẽ sử dụng phần thịt ức phi lê để có được những tảng thịt lớn không xương hoàn hảo. Thái thái và thái thịt cá thành lát. Lưu ý là miếng cá phải có được độ dày nhất định thì khi thưởng thức, thực khách mới cảm nhận được hương vị đại dương mặn mà. Khéo léo bày ra đĩa, dùng kèm với lá tía tô, một ít rong nho mặn mặn, chấm vào nước tương, điểm thêm chút mù tạt cây nồng sọc thẳng vào mũi, rồi nhanh chóng lan tỏa đến từng ngóc ngách của khứu giác và vị giác. Ái chà chà, sảng khoái đến quên cả đường đi lối về. Thiên đường ẩm thực được người dân Phú Yên chia sẻ rằng ban đầu khi làm cá người ta thường không dùng tới mắt, nhưng thấy mắt cá ngừ quá to, bỏ thì rất uổng, nên người dân khổ công tìm cách chế biến. Cuối cùng đã làm nên một món ăn với hương vị độc đáo, không nơi nào có được. Để đến bây giờ, có thể nói nếu đến Phú Yên mà chưa thử qua món mắt cá ngừ, có nghĩa là chưa đến Phú Yên. Mắt cá có thể chế biến nhiều món, nhưng ngon nhất vẫn là tìm thuốc bắc. Khó nhất trong chế biến là việc khử mùi. Mắt cá ngừ tươi mang về, được chần qua nước sôi, sau đó rửa sạch thật kỹ. Tiếp đến là khâu tìm thuốc bắc. Cho các nguyên liệu gừng, táo tàu, nhãn khô, hoài sơn, đẳng sâm, kỷ tử vào nồi nước dùng từ cá. Ninh với lửa nhỏ để các nguyên liệu thuốc bắc từ từ ra chất ngọt tự nhiên.
rồi cho phần mắt cá vào tiềm chung. Nêm thêm chút gia vị, ớt xiêm, tiêu là có thể thưởng thức rồi. Cho mắt vào thố như thế này sẽ giữ được độ nóng hổi và đừng quên ăn kèm cùng cải bè xanh. Lá tía tô cắt sợi sẽ giúp cân bằng hương vị của cá. Vị ngọt béo ngậy của mắt cá, vị bùi thơm của thuốc bắc và các loại rau thơm, vị cay cay của gừng, ớt, tất cả hòa quyện, hài hòa tạo nên món ăn vô cùng hấp dẫn, khiến thực khách đã thưởng thức một lần sẽ khó quên cả đời. Nếu món mắt cá ngừ tiềm thuốc bắc được xem như món ăn quốc dân của Phú Yên, thì món lườn cá ngừ nướng muối ớt vẫn chưa được phổ biến rộng rãi. Tuy nhiên, Thiên Đường ẩm thực tin rằng món ăn này hoàn toàn có thể chinh phục được những thực khách khó tính nhất. Giả nhuyễn muối hột với thật nhiều ớt xiêm. Ướp cá với muối ớt, xoa bóp thật kỹ để miếng cá thấm đều gia vị. Rưới lên trên xíu dầu Tường An Cooking Oil sẽ giúp miếng cá trở nên mềm mại, không bị khô và có được màu sắc hấp dẫn khi nướng. Giờ thì còn đợi gì mà không mang đi nướng ngay nào. Nhớ canh lửa nhỏ, trở cá đều tay. Để cá vừa chín vừa được phủ lớp áo vàng ươm như thế này là đúng chuẩn. Thần Linh ơi, hấp dẫn thế này thì sao mà cưỡng lại được cơ chứ. Thịt cá dai dai, giòn giòn, vô cùng mọng nước, thoảng hương thơm của ớt xiêm cực kỳ kích thích. Chấm với muối ớt xanh cay xè nữa thì còn gì bằng nữa cơ chứ. Lẩu gân cá ngừ sẽ là một happy ending cho bàn tiệc hoành tráng này với sự kết hợp hoàn hảo từ các nguyên liệu. Cắt thơm, cà chua, hành tây rồi đem xào sơ cùng hành tím bằng dầu Tường An Cooking Oil. Ở bước này sẽ giúp nước lẩu có được màu sắc bắt mắt từ cà chua, hương thơm cùng vị chua ngọt tự nhiên từ nguyên liệu. Cho nước dùng cá vào nấu sôi xâm xấp thì thả tiếp gân cá đã được thái nhỏ. Nêm tí xíu nước mắm cho vừa ăn. Sau 15 phút là có ngay nồi lẩu gân cá nóng hổi rồi. Lẩu, rau nấm đủ loại, bún tươi, một đĩa thịt cá phi lê tươi ngon đã đầy đủ trên bàn và chỉ còn đợi mọi người thưởng thức mà thôi. Nước lẩu chua ngọt thanh tao nhẹ nhàng, đơn giản, giữ trọn hương vị đặc trưng từ cá. Gân cá giòn sật chấm với nước mắm ớt là ăn hoài, ăn mãi không chán à nha. Reng reng, đầu bếp vừa thông báo tất cả các khâu chuẩn bị đã hoàn tất. Ông Hoàng ơi, hãy mau mau tìm ra đội chơi chiến thắng để kịp thưởng thức bàn tiệc cho nóng hổi đi nào. Thưa các bạn thân mến, trò chơi này chúng ta cần sự phối hợp nhịp nhàng. Và chúng tôi lưu ý, mình là Á Hậu, người mẫu, mình nên chơi theo cái tâm thế là hòa đồng và tích cực. Chúng ta đừng hơn thua quá, dẫn tới những tình huống xấu xảy ra ảnh hưởng tới tay chân thì chúng ta đi biểu diễn nó sẽ rồi đó. Chúng tôi sẽ có 3 câu hỏi, đội nào trả lời được 2 câu hỏi thì đội đó chiến thắng và bước vào đại tiệc. Sau mỗi câu hỏi thì có 2 người trong mỗi đội sẽ trèo tới cái cây cột kia, kéo dây làm sao cho chuông nó rung lên thì được quyền trả lời câu hỏi. Đơn giản vậy thôi. Câu đầu tiên, 2 đội cử ai? Em cho. Rồi mời Cao Ngân. Ai cũng được. Ủa anh, ví dụ như Cao Ngân trèo lên đó rung chuông mà bạn không biết trả lời thì trong đội có quyền trả lời không? Không. Không, nhưng mà trả lại nói nhỏ chứ Cao Ngân không. 3 câu hỏi. Thôi chị về con cho. Chúng ta sẽ trèo bằng tay. Đội nào tới trước giật cái chuông rung là được quyền trả lời. Tuy nhiên nếu trả lời sai thì đội kia hiển nhiên đúng. Nên phải cân nhắc. Câu đầu tiên. Điền vào chỗ trống. Chúng tôi sẽ có 2 đáp án A và B. Chấm chấm. Vũng mắm, vũng chào, vũng la, vũng sứ, vũng nào cũng thương. A vũng rô, B vũng dông. Bắt đầu. Chưa chắc mà đi trước là anh biết rồi nha. Trả lời sai cái là đội kia hiển nhiên đúng nha. À, trời trời. Ủa ai giật thì giật đi, giật cái dây. Chị sao vậy? Chị có 50-50 rồi chị, 50-50 rồi, giật luôn đi. Cái dây giật ở đây nè. Trời. Bậy bậy. Giật ở đây nè, giật đi, kéo lên. Giật cái chị. Rồi. Dở Hoàng Yến. Dở Hoàng Yến, quay lại đây, quay lại đây, quay lại đây. Như vậy người giật được cái chuông kêu là Dở Hoàng Yến. Đây. A vũng rô và B là vũng dông. B chính xác.
xin đọc lại: vũng dông, vũng mắm, vũng chào, vũng la, vũng sứ, vũng nào, vũng thơm. Chính xác, 1-0. Nếu như ở lượt này mà Mâu Thủy tiếp tục chính xác thì đội mình bước vào đội tiệc và cân bằng tỷ số. Được rồi, không được, được rồi. Ngồi đi. Ưu tiên. Đây, câu hỏi của chúng tôi như sau: ngọn hải đăng Đại Lãnh là nơi chấm chấm chấm. A. Đầu tiên đón bình minh ở Việt Nam. B. Đầu tiên đón hoàng hôn ở Việt Nam. Bắt đầu. À, chưa chắc. Đại Thủy. À, Đại Thủy. Rồi. Chết. Trở về đây nào. Lê Xuân Tiền đã cầm vào cái dây trước và đã rung chuông. Thế thì đáp án của chương trình đi ra chỗ khác. Ủa? Hậu đuổi. Ngọn hải đăng Đại Lãnh là nơi A. Đầu tiên đón bình minh ở Việt Nam. B. Đầu tiên đón hoàng hôn ở Việt Nam. Đáp án là bình minh. Bình minh. Đáp án là A. Đầu tiên đón bình minh ở Việt Nam. Chính xác. Yeah. Được, cuối cùng. Thôi cả hai đứa đúng sai rồi. Đỗ Hoàng Hôn chứ chỉ là Phan Văn muốn chết luôn. Câu hỏi cuối cùng, hãy xem clip. Xin mời. Như vậy là các bạn đã có hình ảnh rồi. Đây là địa danh ở Việt Nam. Xin mời. Đi đi đua đi, đua đi. Mới nó chạy. Đua đi. Thôi để anh Luân trả lời đi. Tên tưởng anh Luân đi. A là gần đá dĩa và B là bãi xem. Dứt dứt dứt. Bãi xem. Rồi. Về 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 lại về lại. Về đi đừng ngôn về. Rồi, xin đọc lại. A là gần đá dĩa, B là bãi xem. A. 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 Chính xác, chính xác. Đây là gần đá dĩa, một địa danh. Ba đầu tiên. Em ở tiếp tục. Như vậy là tỷ số hiện tại là 1-1. Đội Hoàng Yến bước vào đại tiệc, xin mời. Em cảm ơn mọi người. Dạ, em cảm ơn mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái món đầu tiên, chắc chắn sẽ là sashimi rồi ha. Lại phải dùng tới đũa thần kỳ. Cái này mình gọi là gì ta? Cười người hôm trước không sao người cười. Đây. Nãy giờ mình im lặng không? Giờ mình thể hiện sự quyền lực nè. Ăn đi mọi người. Đó. Đây thưa quý vị, cá người đại dương. Vì sao ở vòng này chúng ta lại ăn cá người đại dương? Tại vì thật sự ra cá người dương của nó không mất tiền lắm, nhưng mà tại vì đó là kinh tế chủ lực ha, cũng rất là xuất khẩu rất là nhiều tiền. Ngon á, cá rất mềm mà không hề có một vị gì tanh cả, rất thơm, quá ngon. Vị sa thủy, cá vừa mới ăn vô đó là nghe cái vị ngọt, nhưng mà không phải là ngọt mà ngọt đường mà ngọt rất là thanh á, mà nó tươi nữa. Anh cuốn là cùng với là tía tô á, mình ăn gì vậy đi của mình hết mà. Dạ. Rồi cái mùi vị của mùi tạc á, nó cùng cái chung là cái vị fresh của cá cay nồng. Oh my god. Nó đắm khắp bụng, em còn muốn xỉu luôn á, đánh cả vị giác đối phương luôn. Em đâu có, nãy em coi clip cái ông nó nói gì đó. Ăn đúng kiểu là bỏ miếng gừng rồi thấy sai rồi đấy. Đúng rồi, không ăn bỏ gừng, ăn gừng ăn riêng. Ăn riêng. Thôi kệ, mình thắng mà anh. Đúng rồi, mình muốn ăn sao mình ăn chứ. Không hoàn kỳ quá vậy. Kỳ gì? Vị ngọt của cá này, hơi mặn mặn của giống nho này, cay nồng của wasabi này, kết hợp thành một món bí giang. Ngũ hành tương sinh rồi đó. Ngũ hành tương sinh.
Muốn là tương sinh nha. Muốn là tương sinh là phải có 5 lần. Trời ơi, cái này là đánh giác, đánh thức giác quan thứ 6 luôn á. Cho mình nằm thứ 6 luôn. Muốn xỉu luôn mọi người. À, anh cho kiếm chỗ xỉu hả? Chúng bên đây hồi nãy hả? Muốn xỉu mọi người, muốn xỉu. Rồi. Thứ gì là rõ ràng là sau khi đói họ ăn nhiều hơn. Mình thắng mà anh. Đúng rồi, mình muốn ăn sao mình ăn chứ. Cá là rất tốt cho cơ thể. Ăn không giờ sợ mập, không giờ sợ mập luôn. Một miếng, cái món đó thì mới là khởi đầu thôi, bây giờ món thứ hai nè. Thử nó cắp cái gì vậy? Thơm mọi người ơi. Ăn chắc cái thịt không được mọi người. Bé lắm. Bé lắm ngon. Mà anh không chấm hả? Nước chấm hả? À, đây sao? Ờ... Muốn chấm thì chấm. Mà nó ngon á. Nó béo mà nó vừa vặn lắm. Nó vừa vặn á. Mình phải hòa đồng, mình đoàn kết, mình gấp cho nhau ha. Chị đó, mình gấp cho ăn nhau. Thử nè, xong đói nè. Đó, chị gấp cho em nha. Đó. Nani? Chơi. Vậy mà là chị cả đúng không nè? Ờ. Trời, vấn đề là sao? Em bé nó đói. Tụi em gấp nha. Tụi em gấp nhìn thôi chứ có ăn đâu mà mấy anh chị. Tại vì phát hiện đó. Bị phát hiện. Mình gấp là mình thứ nhất là mình sai luật, thứ hai là mình tự hạ thấp bản thân mình rồi. Trời, miếng ăn mà không có sao đâu. Không, bình thường là rất là ghét ăn cá nướng bởi vì nó khô. À, nhưng nó khô nó cứng lại, nhưng mà ăn cái cá này cá ngừ. Khi mà ăn cá ngừ này á là em cảm thấy là ăn là mỡ ở trong cái thân nó vẫn còn. Đúng rồi. Và đặc biệt là cái da nữa, trời ơi, da ăn xuất sắc. Phú Yên là nơi mà đánh bắt cá ngừ nhiều nhất ở Việt Nam mình và xuất khẩu ra nước ngoài rất là nhiều, nên là giá trị kinh tế cũng nhờ đó mà nó tăng lên. Nướng là tới ngon. Mà có cái lượng nó giòn giòn, nó mặn mặn, trời ơi, nó hơi cay cay nhẹ nhẹ. Đúng nữa rồi. Chị thấy thơm ớt nhỏ nhỏ màu xanh đó. Mà thường á, cái người ăn á rất là dễ bị ngấy. Rất là dễ bị sảm, nó bị cứng á. Đúng rồi. Mà cái này không hề có chuyện đó mọi người ơi. Thường mình thường ăn cái sashimi á, nhưng mà ăn cái này cũng không bị khô. Đúng rồi, nó không khô. Thường thường chị rất là sợ ăn cái người vì nó quá cứng, hoặc là quá bị khô. Da giòn lắm. Cái da ngon thiệt á. Béo lắm. Dạ, chị ăn đi. Chị đang ăn nè. Lấy nước đá nè anh Luân. Bây giờ trong lúc các bạn nói thì tôi sẽ báo với đầu bếp chuẩn bị cái món đỉnh cao nhất mà ai tới Phú Yên cũng phải thử, đó chính là mắt cá ngừ tiệm Bắc. Ăn chung với là cái lá chú tô hoặc là cái rau cải xanh đó. Ngon lắm. Người đâu? Dạ. Bốn thôi. Mang đỉnh cao lên đây cho ta. La 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 la. Wow. Nóng. Ngon. Nóng nha, nóng nha, phỏng nha, phỏng nha. Ít sập phỏng á. Nóng được á. Rồi. Tìm mà. Cảm ơn nha cưng. Trời ơi, thật đẹp trai. Lại giùm á. Ồ, đây là cái món mà em đang sợ nhất rồi. Tại sao biết sợ? Không, tại vì em thấy cái mắt to quá. Nhưng mà cảm giác của em sẽ hàng làm khác kia, em thử nó. Đến đây thì em đang chờ đợi để em mở đặc ra. Sản lúc trước thì cũng thấy sợ vậy đó, nhưng mà chị ăn xong thích lắm. Đây, đây, thưa quý vị. Chúng ta sẽ thử. Đúng là mùi thuốc bắc thiệt. À, hồi hộp quá. Ghét ghét rồi đó. Khoảng sao? Phi sản. Lui. Ngon. Thử nha. Ngon. Bắt bụng ghê ha. Nó rất là ôi, là vị biển luôn. Rất là mềm mại. Và cái mùi hút bắt á,
nó làm mọi thứ đều hoàn hảo và không hề ngấy. Bạn Cao Ngân nhìn chị dữ vậy Cao Ngân? Nè em ăn không, chị thương em quá. Vừa ăn một món nướng xong rồi ăn một món nước vào nó trung hòa. Mà cảm giác là mình có vừa ăn vừa thổi á, rất là flow, là chill ha. Rất là sang trọng và thanh lịch đó mọi người. Sài Gòn thì đang mưa lạnh nữa chị nhỉ. Đúng rồi nha. Hãy ăn thử miếng nè. Tại vì lúc đầu em chưa ăn thì em thấy là hơi sợ sợ, nhưng mà ăn vào để coi xem như thế nào. Ngon quá. Đây. Tành quá. Vừa mới nắp quá trời tành luôn. Tành nó làm bấn ngọn. Cái mùi mình, cái người ăn thì không nghe tành, nhưng mà cái người hửi là nghe tành. Bởi vì sao? Tại vì không được ăn. Đúng. Không được ăn nên nói vậy. Nhưng mà giờ cho ăn đi đâu nói. Đúng, cho ăn coi ăn không. Không. Thưa quý vị là rất béo và rất thơm quý vị ơi. Rất béo và rất thơm. Rất béo và rất thơm. Trời ơi, nó béo mới giống là mới đầu ăn được tưởng là tủy luôn á. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà nó có xen nha, vừa thịt vừa với mỡ chung với nhau. Nhưng mà lại là mắt cá nha, như béo như tủy luôn. Công nhận nha, người dân Phú Yên hay quá, sáng tác được món cá ngừ tưởng bỏ đi rồi mà làm được món ăn tuyệt vời như vậy. Chị hỏi Tiên là biết mà. Chị hỏi Tiên là biết. Đúng không Tiên? Đúng rồi chị. Mà chắc là quá vậy. Tiên ăn nhiều rồi. Ủa Tiên là ở đâu? Phú Yên đó. Em sinh ra Phú Yên. Ủa vậy hả? Ồ, vậy mà người con Phú Yên lại không được ăn món Phú Yên. Đau đớn thay. Dạ thưa hai bác, hôm nay ăn món của quê hương hai bác mà cháu nó không được ăn. Xin lỗi hai bác. Ngon quá. Nó cái này mình không phải là ăn nhanh được. Đúng. Từ từ. Phải hưởng thụ. Đúng để rồi. Chi? Để thứ nhất là mình sướng, thứ hai là người đối diện mệt. Không, người cũng sướng thì mình. Ừ. Có nghĩa là những người tốt bụng á, họ người khác hạnh phúc họ cũng hạnh phúc theo, anh hiểu không? Ừ. Bây giờ trong lúc các bạn ăn á thì tôi sẽ chuẩn bị cái món này. Lẩu gân cá ha. Còn ngài ngần gì không dám ăn đi em ơi. Ê mọi người ơi, hãy tập trung chú ý. Và đây là cái gân cá này mọi người. Đó. Còn đây là cái thịt phi lê mà chúng ta để nhúng vào nè. Khi chúng ta nhúng vào, chúng ta để lâu, chúng ta phải nhúng vào, chúng ta lấy ra liền thì nó sẽ dạng như là it's medium hả mọi người ha. Thì nó rare. Rare còn rare. Nè, it's okay ha. It's okay for the winner is the tour the team ha. Đây, chúng ta sẽ thử nha. Oh. Oh, it's beautiful. Rare. Ngon cực kỳ luôn. Hấp với nước, hấp với nước. Oh. Thấy mới ra, thấy mới ra. Wow. Oh. Oh. Ủa là la. Yeah. Yeah đi anh. Ồ, rồi không có yeah gì vậy. Mất nửa cuộc đời. Mất nửa cuộc đời. Thôi cuộc đời em ăn rồi, em ăn rồi. Em ăn rồi anh ơi. Mất gì. Ừ. Nước lẩu nấu nước. Dạ, cho một chén này thôi, cái chén mới này. Bên đó tao đâu dùng. Tao kiến, anh kiến. Ừ. Nước lẩu nấu nước ngọt hay nước chua? À, chua chua ngọt ngọt. Chị kiểu như lẩu thái không? Chua cay nữa. Kiểu mình chung em ạ. Múc sâu xuống. Đây đây là gân này. Ngon lắm, tên anh đi. Ok. Múc cái thịt nữa. Thằng bé này nó thật là mỏng manh quá. Đó. Trời ơi trời. Ồ, chết người. Cái nước ngọt chua của thơm và cái
cà chua với lại cái gân và cái thịt cá nó rất là tươi, nó làm cho mọi thứ nó tuyệt vời. Wow. Nước ngon quá hả? Nước nước rất là trong. Đúng rồi, thanh lắm. Nước rất trong. Bỏ cục gân này vô luôn, em sai rồi. Nóng quá hả? Đừng có cãi anh, thổi hai cái. Thấy chưa? Trời ơi, nước ngọt mà thêm cái khóm vô nữa. Đúng rồi. Thơm nữa. Tuyệt vời. Mà hơn là chưa ăn cục này nha. Ăn cục này nữa. Thôi, khỏi nói. Trời, cái miệng kìa, cái vòm miệng đã không? Vừa miệng anh. Vừa, đó. Gần ngon quá. Gần ngon á. Rồi. Không thể tin được. Cái gừng á, cái gừng cắn nó sực ra luôn. Nó sực sực. Nó dai dai mà nó vẫn mềm. Wow, nó cũng hơi giống gì mà cái gì jelly á. Cái này jelly là cái gì vậy? Jelly là cái gì vậy? Giống như xương sáo vậy đó mà mềm mềm đàn hồi á em. Nó thật đó. Chấm đó. Không bình thường nếu mà ăn những cái món ăn lẩu cá bỏ vào em thấy nó sẽ bị cứng một cục đơ. Nhưng mà đây ở trong vẫn rất là mềm. Nói chung là gõ thiên đường không sai. Đúng. Bàn tiệc này á nó dung dị hơn hồi nãy. Nó nhẹ hạt nhẹ nhàng hơn và ăn nó thanh tao. Cảm giác chúng ta đang ở trong cung đình Huế vậy đó mọi người. Và cảm giác mình nạp năng lượng vào nó không có bị nhiều, không có ngấy, nó vừa tầm. Thưa quý vị, là để có những bữa ăn như thế này thì đầu bếp của chương trình Thiên Đường Ẩm Thực phải nghiên cứu sáng tạo. Và chúng tôi cũng mời đến đây những người sáng tạo, nhưng họ bắt buộc phải ngồi nhìn khi không được ăn. Chúng tôi đau lòng lắm, nhưng luật chơi chúng ta phải chấp nhận. Gần ngon lắm anh. Đó, có gì thấy đi. Không được ăn đến nỗi sản luôn. Ngồi nhìn cái là không biết mình đang làm cái gì luôn. Kết thúc phần này, chúng ta đến với phần cuối. Ở vòng thứ 3, món ăn là gì? Chúng ta hãy chờ xem vua biển cả xuất hiện sẽ là nguyên liệu gì. Xin mời quý vị. Theo cả nhà thì ứng cử viên cuối cùng trong danh sách đề cử cho ngôi vua danh giá hôm nay sẽ là loại hải sản nào? Hãy thử xem bạn và Thiên Đường Ẩm Thực có trùng khớp ý với nhau không nha. Ta-da! Cuộc chiến sẽ khó lòng cân tài cân sức nếu ứng viên còn lại không phải là bào ngư. Nổi tiếng bổ dưỡng, có tác dụng bồi bổ sức khỏe, thường được vua chúa sử dụng, nên bào ngư sở hữu giá thành rất đắt đỏ. Để bắt được chúng thì người ngư dân phải rất vất vả và thạo nghề đi biển. Ở nước ta, bào ngư sinh sống ở các vùng đảo có khí hậu ôn hòa và nước biển sạch như Cô Tô, Hạ Long, Khánh Hòa, Côn Đảo, Phú Quốc. Món xà lách bào ngư rong biển thanh mát sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời để có thể cảm nhận được trọn vẹn hương vị nguyên chất ban đầu của bào ngư. Bào ngư sau khi làm sạch thì mang đi cắt lát mỏng, rồi thả vào nước đá, giúp nguyên liệu giữ được độ săn giòn tươi mát. Nhanh nhanh bắt tay vào pha chế sốt với công thức nước tương, nước chanh, mirin, rong biển khô, cá bào và cam vàng cắt lát, sau đó lọc lại qua rây để lấy nước. Rưới nước sốt lên bào ngư để trong vài phút cho thấm tháp đậm đà. Trộn thêm ít xà lách với rong biển, cà rốt, cóc, gừng nhật, hành tím cắt sợi, cha cha. Mới nghe sơ qua nguyên liệu là thấy kích thích quá rồi phải không nào? Trộn đều tất cả với nước sốt lúc nãy, giờ chỉ còn đợi bày biện ra đĩa nữa là thưởng thức thôi. Một lớp salad, một lớp bào ngư thượng hạng, điểm thêm trứng cá hồi và mè nữa là hoàn hảo. Bào ngư giòn dai sần sật đậm đà, hòa quyện cùng bao nhiêu là rau củ chua chua, ngọt ngọt, thanh mát, vô cùng lôi cuốn. Súp những vị vua chỉ cần nghe tên thôi là đủ cảm thấy nao lòng bởi sự quý giá sang trọng phải không nào? Cùng chờ xem anh đầu bếp thượng hạng Thái Bảo nhà mình sẽ giới thiệu bao nhiêu vị vua trong món ăn nhé. Trước tiên cho rong biển khô vào nước sôi. Nấu trong 20 phút, lưu ý là nấu bằng lửa nhỏ để rong biển từ từ ra được vị ngọt tự nhiên nhé. Vớt rong biển ra lấy nước rồi tiếp tục nấu, cho thêm cá bào, tí xíu bột nêm cá, nấu cho nước sôi lần nữa để nguội rồi lược lại qua giấy. Chúng ta sẽ có ngay phần súp Daisy trong veo đậm đà vị biển. Nấu nấm linh chi trong nước dùng vừa nãy,
cho đến khi mềm thì vớt ra để ngay vào tủ đông cho nhanh nguội. Giờ thì mọi người cùng điểm danh xem bao nhiêu vị vua sẽ xuất hiện sau đây nhé. Sắp ngay ngắn gan vịt, thịt nhum, bào ngư, hàu, còi sò điệp Nhật, thịt bò Wagyu vào tô. Ái chà, bao nhiêu vị vua thế này thì hứa hẹn món súp sẽ ngọt ngào lắm đây. Điểm thêm rong biển, đậu nành Nhật, rau mầm sẽ giúp món ăn được cân bằng, hài hòa với bao nhiêu là dinh dưỡng từ các nguyên liệu hải sản lúc nãy. Chỉ cần chế nước súp nóng hổi lên nữa là dùng ngay cho nóng, húp tới đâu là cảm xúc lan tỏa tới đó. Nồng nàn nhưng thanh tao, giản dị nhưng quý giá, bao nhiêu là nguyên liệu, lúc ẩn lúc hiện, lúc hòa quyện lúc nổi bật đặc trưng. Một cảm giác phức tạp đến khó tả. Hai món khai vị lúc nãy đã đủ để giúp khơi màu vị giác. Bao tử cũng đã tới lúc cần được lấp đầy bằng một món chính ngon lành. Chương trình mời bạn thưởng thức món mì rong biển bào ngư, đảm bảo vô cùng mới lạ mà chỉ ở Thiên Đường Ẩm Thực mới có. Trước tiên lúc nào cũng vậy, cắt cắt và cắt. Cắt khúc sả cây, cắt sợi nấm Nhật, cắt lát gừng, hành tím, hải sâm, mực, sò điệp, tôm hùm. Và tất nhiên không thể thiếu nhân vật chính, bào ngư. Phi các nguyên liệu hành, gừng, sả, lá chanh bằng dầu ăn Tường An Cooking Oil cho đến khi dậy nên hương thơm ngào ngạt, phần nào sẽ giúp sốt có hương vị và màu sắc đặc trưng lôi cuốn. Cho tiếp đầu tôm béo gạch vào đảo sơ cho thấm hương từ các nguyên liệu đậm vị. Khi tôm dần chuyển sang màu đỏ đẹp mắt, cho tiếp nước dùng vào nồi, thêm chút gia vị, nước cốt dừa, rồi nấu đến khi nước sôi lăn tăn. Nhanh tay tắt bếp đem lọc lại, bỏ cái lấy nước. Đến công đoạn thu hút bao ánh mắt thèm thuồng rồi đây. Cho tất cả hải sản vào xào sơ với dầu, vừa săn lại thì thêm ớt sắc, nước dùng vừa nãy. Nấu trên lửa nhỏ cho đến khi toàn bộ hải sản được áo một lớp sốt béo sánh sệt. Bạn đã từng thử qua mì rong biển chưa? Hãy quan sát đầu bếp của chương trình thực hiện loại mì độc nhất vô nhị này nhé. Nhào hỗn hợp bột mì, bột khoai tây, rong biển khô xay nhuyễn cùng với trứng gà cho đến khi tất cả tan ra hòa đều vào nhau thành một khối. Xong thì chỉ cần đi cắt sợi, trần qua nước sôi với một ít dầu và muối để sợi mì được chắc chắn và không bị dính là hoàn tất. Tất cả đã sẵn sàng, chỉ cần xếp từng phần ngay ngắn như thế này nhé. Chế lên trên thêm sốt tôm hùm hấp dẫn. Trước khi ăn chỉ cần nổi lửa nấu cho sôi bùng lên là ăn hết sảy à nha. Mì rong biển tuy không sở hữu độ dai thông thường nhưng lại mang trong mình hương vị rất riêng, thấm đẫm sốt tôm, béo ngậy, thơm lừng. Đặc biệt là hương thơm từ lá chanh, tạo cảm giác không bị ngán mà ngược lại rất sảng khoái. Kết hợp thêm bào ngư tươi ngon, cứ thế, cuốn hút bạn. Nhiều khi dọn sạch hết nồi mì hồi nào không hay luôn đó chứ. Để kết thúc bàn tiệc đắt giá hôm nay, Thiên Đường Ẩm Thực mời bạn thưởng thức qua món bào ngư nhồi cánh gà. Chỉ nghe thôi là thấy công phu rồi đó. Phần khó nhất trong món này thì chắc là công đoạn rút xương cánh gà. Thử chăm chú quan sát xem anh Thái Bảo thực hiện sao nha. Làm từ từ thôi nha anh Bảo ơi, lóc lóc, bẻ bẻ rồi rút, vậy là xong. Có ai thực hiện thành công như anh Bảo chưa nào? Để cánh gà vừa đậm đà, vừa có màu sắc bắt mắt thì chắc chắn không thể thiếu nước sốt để ướp. Chỉ cần pha nước tương, đường phèn, gừng, mật ong rồi bắt lên bếp nấu cho đường tan ra hết là xong. Trong lúc chờ sốt nguội thì tranh thủ làm nhân nha. Trộn đều thịt xay, giò sống, gừng, củ năng, gia vị và đặc biệt là bào ngư cắt hạt lựu. Quết cho đến khi tất cả hòa làm một, đạt độ da dẻo là được. Cánh, nhân, sốt đã sẵn sàng, còn đợi gì mà không bắt tay nhồi nhân vào cánh. Nhớ là nhồi thật chặt, thật chắc. Ướp cánh trong nước sốt thêm 30 phút để đảm bảo gia vị thẩm thấu từ trong ra ngoài. Bên cạnh đó còn giúp cánh gà có được màu sắc bắt mắt. 28, 29, 30. Rèn rèn, cánh gà đã thấm, chỉ còn đợi mang đi nướng nữa là cả nhà dùng được rồi. Chà ôi, cánh gà căng tròn, lớp da bóng bẩy lấp lánh ánh nâu hấp dẫn, mang vị ngọt nhẹ nhàng. Cắn vào bên trong, nóng hổi, tỏa ra hương thơm quyến rũ. Bào ngư hạt lựu cứ như đang nhảy múa trong vòm họng, tạo cảm giác thích thú lạ thường. Bao nhiêu là sơn hào hải vị quý giá, tinh tế như thế này chỉ dành cho ông Hoàng và đội thắng cuộc mà thôi. Không biết đội nào sẽ có được diễm phúc này để ta. Hai đội chơi mình ơi, cố lên nào. Đây là trò chơi đi tìm bào ngư. Đội chúng ta bên phải sẽ có màu đỏ,
Đội chúng ta bên trái sẽ có màu xanh. Sẽ có 3 lượt chơi, mỗi lượt 1 phút. Mỗi đội cử ra một người cho mỗi lượt. Sau 3 lượt, đội nào thắng nhiều lượt hơn là chiến thắng chung cuộc và bước vào đại tiệc cũng như mang về 10 triệu đồng. Sẵn sàng chưa? Đầu tiên sẽ là ai? Xin mời. Nhưng mà anh chưa hiểu là mình chơi làm sao ta? Là mình lật lật. Mình sẽ lật một gói luôn có hai mặt. Kết thúc 1 phút. Màu của mình nhiều hơn thắng. Có cái nguyên tắc gì mà phải bắt buộc phải làm không? Không à. Chúng ta không nên đánh đấm cào cáu giật giọng ở đây. Hãy chơi với phong cách hoa hậu. Cao Ngân. Đúng vậy, lịch sự. Rồi, cặp đầu tiên sẽ là ai? Cao Ngân. Cao Ngân và bên đây Mậu Thủy, 1 phút bắt đầu. Chưa. Không có chưa hết chưa? Lật đi, lật đi, lật đi. Ủa, lật mà. Màu đỏ của mình. Thưa quý vị. Đúng rồi, lật đi. Xong rồi lật bên này. Ủa, sao ngồi im vậy? Lật bên này nữa. Đúng rồi. Đúng rồi. Tức là ăn cắp của chị này hả? Trời. Lật cái thanh màu của mình bỏ nó ăn cắp. Màu đỏ rồi kìa. Không đánh lộn nha, không có đánh lộn. Đứng lên. Màu đỏ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 13. Có nghĩa là gì? 1, 0 khi mà đội chúng ta. Cặp tiếp theo sẽ là ai? Bên chị Đội Nam. Đấy. Ai lanh tay thắng thôi. Hoàng Yến và Minh Tú. Trận đánh ghen bắt đầu. 1 phút bắt đầu. Đó, đúng rồi, nhanh tay là thắng à. Trời ơi, màu đỏ gì quá. Đè vô cũng đâu có nhanh. Cái gom hết thì phải giùm. Thôi, ôm lại luôn, ôm lại luôn. Chị ơi, Yến ơi, lật đi Yến. Đừng có đè nhau. Lật. Bây giờ lật. Lật đi. Lật, 10, lật 9, đi, lật đi. 8, chỉ 7, lật thôi. 6, 5, chỉ lật thôi. 3, 2, 1, hết giờ. Rồi, xin tập. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Màu đỏ tiếp tục thắng. Yeah, thắng rồi. Yeah. Cho nên hồi nãy tôi nói rồi, đừng có đè cái này, mình chỉ việc lật thôi. Bởi vì sao? Khi mình đè là mình phải giữ và người ta sẽ giật là mình mất hết. Còn mình lật thì ai nhanh hơn là thắng. Và đội chiến thắng chung cuộc cũng như bước vào đại tiệc không ai khác. Chúc mừng các bạn. Yeah. Xin mời tất cả chúng ta. Thưa quý vị, các anh chị và các bạn thân mến, sẽ có một đầu bếp xuất hiện để làm món ăn 3 phút cho chúng ta ngay tại bàn luôn. Đó chính là đầu bếp Trần Thái Bảo. Xin mời. Bảo khỏe, Bảo hả? Dạ, khỏe. Chào các đội chơi. Rồi, hôm nay đội nào thắng vòng cuối này? Em. Ồ, vậy chắc không phải rồi. Anh cứ vậy. Hồi nãy các bạn đang tôm hùm rồi, ăn cá ngừ đại dương rồi. Bây giờ mình ăn các một cái đặc sản nữa, đó là bầu ngư. Đầu tiên mình sẽ có món là gỏi bầu ngư với rong biển. Cái gỏi rong biển bầu ngư này là bầu ngư sống mình thái mỏng ra. Trời mình nướng với nước tương Nhật với giấm Nhật. Rồi trời mình ăn với lại rong biển với cốc chín mình. Có cái lạ, cái cốc chín mình chua chua ngọt ngọt. Chua chua ngọt ngọt. Trời, thêm cái cá. Đây, bầu ngư, rong biển. Vị giòn của bầu ngư, mặn của trứng, rong biển có một vị hanh nhẹ của rong biển, ngon, giòn của rồi rau củ. Trong đây đặc biệt nó có cái cốc chín của mình. Cái cốc ngon, mời dùm. Lần đầu tiên trong đời em được ăn bầu ngư á anh. Ai cái Tú là không tin được rồi đó. Sao vậy chị? Không phải rồi đó. Thiệt luôn, tên bầu ngư Tú fancy lắm. Wow.
cho cảm nhận nào. Dùng cái này nó mềm, nó có độ dai mà cái dai của nó dẻo chứ không phải là dai nhấp. Ừ, đúng rồi. Và nó có hơi nó giòn theo kiểu sụp sụp. Mà em nghe nói á, bào ngư là một cái thực phẩm rất là tốt cho sức khỏe. Cái này nó dễ ăn á, tức là có vị chua, tức là kích thích vị giác. Bào ngư ăn lên cân nó cố gắng nhiều vô cưng. Ăn cái vỏ thì lên cân nhanh lắm. Cái con này tuổi nó bao thông thường ấy, ta nhìn vào cái lỗ á, nó lỗ 8 thì đó có cái lỗ đó. Tại vì em thấy cái con này nó ăn nó vừa phải á, kiểu mà ăn nó tan trong miệng luôn á. Rồi bây giờ mình ăn cái món này anh. Thế mình làm cái súp cát vị vua, có nghĩa là trong đây nó có nhiều loại. Trong đây nó có sò điệp, nó có mết sò, nó có gan ngỗng, nó có nấm nhật, nó có uchin, con nhum biển, và nó có thịt bò wagyu. Uni. Cái này thì mình cho cái này thì mình sẽ dùng với cái nước dùng này. Nước dùng này thì mình nấu từ cá bào. Trời ơi, cá bào của Nhật đó, đỉnh cao đó. Rồi. Đó, mình cho vào đây, tất cả là đều tự nhiên hết. Không, cái này là chưa có sơ chế, chưa có nấu gì hết, tất cả là tự nhiên. My God. Ăn con cá bào không? Cá bào là tên... Cá bào là của Nhật á. Cá bào là một loại cá ngừ, sau khi người ta làm rất nhiều công đoạn thì nó cứng như một cục đá. Sau đó người ta ăn thì người ta bào rất mỏng ra. Trời ơi, ngon quá nè mọi người ơi. Có gan ngỗng nè, có nhum biển nè, có cồi sò điệp nè, và có gọi là quê gù. Đây, chúng ta thử nè. Ngon quá anh Bảo ơi. Cái nước nó rất là thanh, nó rất là nhẹ. Nó không có nhiều gia vị, tất cả đều từ chất ngọt. Cái bên này có hào nữa ha. Oyster. Còn cái này là mình không nêm gì luôn hả? Có chứ, một chút xíu thôi. Còn tất cả là mình sử dụng từ nguyên liệu tự nhiên mình nấu. Em nghe mùi là thấy mùi ngọt rồi đó. Gan ngỗng, wagyu, mềm. Thơm quá. Tổng hợp các vị vua nằm trong đó. Xúc các vị vua. Nè, bây giờ đợi mình thua bớt nói chuyện để cho bên đây người ta phát biểu nè. Đúng rồi đó, mình nói nhiều quá nè. Em nghĩ là em hút hết chén này, em ăn hết chén này chắc là hết cảm. À, anh hay bị cảm á. Tại nó bổ quá. Nó ngon sao cưng? Nó ngon một cách rất là... Bổ. Lạ. Tiền nó đi em. Thiên Đường ẩm thực thích ăn. Ăn cái chén này đúng nghĩa chữ Thiên Đường. Chúc các vị vui qua mình đùa. Quá. Em húp nước em thấy nó rất là ngon, nó đậm đà tất cả các vị lại. Em cứ nghĩ là những cái như là bào ngư nó sẽ tan ra thành nước nó mới ngon như vậy, mà ai ngờ ăn cái bào ngư nó vẫn giữ nguyên cái vị đó. Cắn vào nó vẫn còn vị ngon của bào ngư nha. Nó đặc biệt nó tách riêng ra với nước á. Đúng rồi. Hay quá, trai đẹp nói gì cũng hay không? Có review rất chuẩn luôn. Rồi bây giờ mình ăn gì nữa anh? Mình thấy cái món cánh gà nướng. Cánh gà nướng. À, giúp anh. Ờ. Ở không chưa không? Đây anh. Đây. Tức là mình nhồi vào trong đây là có bào ngư anh hả? Đúng rồi, bào ngư là cái trắng trắng. Thưa mọi người, chúng ta nhìn đây. It's sốt. Là làm từ gì vậy? Cái sốt này mình làm từ giấm táo với lại mít dầu hào, sả tế, tương ớt. Ở ngoài này là có mật ong. Mật ong. Ở trong này là có bào ngư, giò tấm. Dùng ngon lắm. Sao Tiền thấy sao Tiền? Em thì ăn cái phần này là em cắn hai lần. Lần đầu tiên em cắn ở ngoài, xem thử cái cảm giác ở ngoài bên trong nó khác nhau như thế nào. Cái thứ hai em cắn bên trong nó vẫn không khác gì vị luôn á. Rất là hay khi mà mình nướng bên ngoài thôi nhưng mà nó vẫn thấm, vẫn chín tới bên trong. Ăn nó ngon đều nhau á. Em cắn hai cái là hai chỗ khác nhau. Đúng rồi. Em ăn cái cánh gà này em có hai ý. Em không có giỏi nói nha, em chỉ nói phân tích theo cái cảm nhận của em thôi. Đúng. Cái đầu tiên ở ngoài á, khi mà ăn cái thịt gà và cái da gà ở ngoài nó sẽ hơi dai dai, nó ngọt ngọt của mật ong. Nhưng mà khi ăn vào trong á, thì nó sẽ có độ mềm của giò, rồi bào ngư nó dai. Lần đầu tiên em ăn bào ngư thì em chỉ có thể nói lên cảm xúc của em vậy thôi. Rồi bây giờ Cao Ngân nè, các bạn tập trung nè, đừng bỏ lỡ giây phút này. Cuộc đời chúng ta nhiều khi chỉ có một lần. 2, 3.
Độ giòn của bào ngư vẫn còn nguyên. Dạ. Mình có thể nói cho nó tông nó ở cái phim hành động mà mình nói phim kinh dị hoài vậy cưng. Em không biết sao tự nhiên hôm nay đến đây cái nó bị đơ. Bị tụt mút hả? Tức là đồ ăn nó áp đi cái giọng của em rồi đó. Anh cũng chưa hiểu câu lắm. Thôi bây giờ món này là món gì anh? Mì, mì. À, món này là món mì rong biển với lại hải sản. À, nó gồm có hải sâm, bù ngư, vậy rồi. Rồi đi. Anh có trong đây có sữa không anh? Không, có phô mai. Cho chút xíu sữa dừa, nước dừa. À. Mùi chính hải sản, mì cũng mềm. Trời, mời mọi người ngon. Đây là lần đầu tiên anh làm hả? Đúng rồi, món này lần đầu tiên. Hay quá. Wow. Hôm nay em Minh Thạnh quá. Em thắng 2 vòng, em ăn 2 vòng được 2 đầu bếp nấu luôn á. Vậy hả? Vậy là may mắn á. Anh có anh em trai này nọ hay không? Không có. Độc thân. Biết nấu ăn quan trọng. Thiệt luôn, thả thính ở đây luôn. Ủa, có bồ mà. Không, mới giới thiệu cho Tú, tại Tú kiếm chồng. À, hỏi giùm Tú hả? Tại Tú kiếm chồng để đó. Không, em không có kiếm. Anh yên tâm đi, tình cảm là duyên phận rồi. Đúng ngày đúng giờ là có người hốt và không cần phải kiếm. Đúng rồi. Đúng rồi. Bây giờ anh chưa trả lời em câu hỏi đó. Mấy anh em trai này nọ gì không? Mà anh không muốn trả lời luôn. Có chuyện không? Không, trăm em. Anh này nói là đang nói chuyện, đang giao lưu với Đậu Thắng. Về Ngân thì có cái để dựng hình này, hai ba. Nói đi em, chị đợi. Chị ơi, vậy ngon sao, ngon sao? Chưa đây em ăn thêm miếng. Thơm sữa thiệt. Thôi mình tiếp tục chương trình đi. Thì thấy sao? Thôi cho mình nghe nè, hấp dẫn nhất nè. À. Em thấy á, ăn lẩu nhưng mà cái nồi này là em ấn tượng nhất là cái độ giòn của nó. Nào là tôm, mực hay là bào ngư nó vẫn giữ được cái giòn của nó. Ăn rất là giòn. Ăn cứ nhai nó có cái vị giòn trong miệng á. Nó kiểu nó rất bắt cái miệng mình. Những cái gì mà nó giòn mình rất là thích nhai. Mà cứ như vậy mình cứ muốn ăn nhiều. Xong nữa ăn thêm những cái gia vị như là có sữa rồi nó thấm vào thì ăn đồ béo. Em rất là thích ăn đồ béo nên là ăn cái này nó rất là hợp với em. Em rất là thích cái món này. Nói chung là em cũng thích cái set này. Cái này của anh hay của ai? Của anh. À, anh có thể nào vì gọi là cái sự tình nghệ sĩ với nhau, anh có thể nào chỉ chỗ em mua được không? Trời, cái này thiếu gì vậy ạ? Ủa anh, cái này là mình nấu theo phong cách gì em? Phong cách thiên đường thật. Anh em hỏi cái này món lần đầu tiên làm đúng không? Cho em hỏi là nguồn cảm hứng đâu ra là món này hay được? Là nguồn cảm hứng từ làm sao mà để đem lại cái lạ cho chương trình. Đúng không? Rồi coi cái món ăn mình phải khác biệt với những cái nhưng khác. Nhưng mà bắt đầu từ cái đó rồi làm sao anh ra được cái món này nè, anh chọn, anh lựa. Vì nghĩ tới cái các chị em nghệ sĩ mình đó. Đúng rồi, sáng tạo đó. Đúng rồi, đó gọi là sáng tạo. Đó, nghệ sĩ đó. Bây giờ cái này dừng lại ở đây vì chúng ta còn một cái món ngon 3 phút, có nghĩa là gì? Trong vòng 3 phút sẽ làm ở đây và cho chúng ta ăn. Cho tụi em luôn đúng không? Dạ không ạ. Rồi, rồi. Bây giờ mình làm, hôm nay mình lửa làm lớn lửa nhỏ nè. Vừa. Ok. Và cái món ngon 3 phút mình đơn giản thôi. Đây là bánh mì rán với lại sữa chua với lại mứt, dâu, tầm các loại. Đầu tiên mình có lòng đỏ trứng, đúng không? Lòng đỏ trứng mình cho đường vô. Ít đường thôi anh, ở đây cũng kiêng dữ lắm. Mình quậy đều lại cho nó tan cái đường trước. Nếu như mình xài cái đường trắng thì vậy. Đây em quậy cho anh làm khác đi. Trời ơi, it's beautiful. Xong rồi mình cho cái hương vanilla vô. Vanilla. Mình cho sữa. It's a sữa no sugar à? No sữa, no sugar. Mình cho cream. It's a cream hả? Cream. Mình cho bột quế. Bột quế. Rồi thơm. Rồi xong quậy đều. Quậy đều. Mình powder rồi. Rồi. Lòng đỏ. Rồi sao nữa nè? Rồi bỏ xuống đây. Sữa tươi. Cream. Rồi, rồi, rồi.
bột quế với vanilla. À, chúng ta không cần nhớ đâu, tới ngày phát sóng chúng ta coi lại được mà. Thôi đợi lâu quá anh về làm luôn. Rồi sau đó mình cho bánh mì vào. Áp chảo hả? Đúng rồi. Oh. Anh cho bơ vào đi, anh cho bơ vào. It's a bơ. How much? One spoon. Oh. One spoon. Full cha, full cha. Full spoon. Whoa, one spoon. Full spoon. Okay. Good, good, good. One, okay, okay. Good, good. Melting, melting. Oh, good, okay, good. Okay, okay. You very good. You very beautiful. Nè. Cái này mình sáng mình có thể làm breakfast được. Breakfast á? Dễ hả anh? Nhưng mà em thấy có vẻ hơi mập. Cái gì nó cũng có tốt hết. Nhưng đúng. Mà mình phải hiểu nó, đừng không nên nhiều, nó thiếu. Nó đủ là được chứ không phải là ăn dư. Wow. Wow. Nhìn là thấy bơ tan chảy rồi đó. Đó, sữa chua. Sữa chua này là sữa chua. Thì là rồi như vậy sao mập được. Mời, mời. Đây, thưa quý vị, món ăn 3 phút của anh Bảo đã làm xong. Anh đặt tên món này là gì? Bánh mì rán. Đó, bánh mì rán bơ. Đây, để tôi ăn xong tôi đặt tên mới cho món này. Nào, đó là gì hả anh Giang? Khi nàng tiên thức giấc. Khi nàng tiên thức giấc hả? Tiên là tiên nào đó? Không hiểu đâu, ăn đi rồi sẽ hiểu. Tức là khi ta ngậm vào một miếng, chúng ta thấy một sắc đẹp thuộc dạng thiên thần nó ập đến chúng ta. Thật ra mà nói em không có thích ăn đồ ngọt, tại vì em không có không hảo ngọt, không phải hảo ngọt, nhưng mà cái này á nó có cái cuốn lại là da ua với lại cái mứt berry, cái chua chua nó cản lại cái sự ngọt đó của cái bơ. Đúng rồi anh ơi, khi nàng tiên thức giấc đó. Đúng rồi, món này khi nàng tiên thức giấc là em thấy cái tên hay nhất. Ngày hôm nay ra rất là nhiều món ngon được anh Bảo đã làm cho chúng ta ở cái vòng này. Vỗ tay cho anh Bảo. Cảm ơn mọi người. Chúng ta cảm ơn anh Bảo đã dành thời gian đến với chương trình và làm nhiều món ngon. Quá là hay. Mỗi ngày chúng ta đều có thêm một kiến thức mới về ẩm thực. Và chúng ta chưa dừng lại đây đâu. Ở cái vòng sau á, anh Bảo có thể thích thì ngồi chơi với tụi em luôn. Tại sao? Thức quà quê hương, những món ngày xưa. Hồi xưa ông bà cha mẹ mình có cho mình ăn, có nấu cho mình ăn. Thì bây giờ mình sẽ được thưởng thức trong chương trình này. Mời các bạn. Được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh sắc hài hòa, phảng phất đâu đó vẻ hoang sơ, kỳ bí tựa như thiên đường rực nắng bên bãi biển trong xanh, êm ả. Bờ cát trắng kem mịn màng, những hàng dừa xanh mát, tất cả cùng tạo nên kiệt tác nghệ thuật, khiến du khách phải nao lòng không muốn rời xa. Phú Quốc xứng đáng với tên gọi Đảo Ngọc Việt Nam. Bên cạnh bao nhiêu là hải sản tươi ngon nổi tiếng quý giá, Phú Quốc còn sở hữu một đặc sản, mật sim hết sức quyến rũ. Mộc mạc nhưng lại nồng nàn. Sim ở Phú Quốc thường được chín rộ vào tháng giêng âm lịch hàng năm, sau đó mới được thu hoạch, rồi mang đi ủ lên men với đường trong môi trường hiếm khí. Từ 9 đến 12 tháng mới cho ra được mẻ mật sim đúng chuẩn. Mang vị chua ngọt, thơm hương mèn, đượm vị nhưng nhẹ nhàng không quá gắt, thích hợp để mở đầu cho những buổi tiệc tùng. Bên cạnh đó, còn có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe như tiêu hóa, bổ huyết, hỗ trợ xương cốt, đặc biệt tốt cho phụ nữ. Nên không quá ngạc nhiên khi mật sim được yêu thích và trở thành món quà không thể thiếu mỗi khi du khách ghé thăm hòn đảo Phú Quốc xinh đẹp. Đây, đây là mật sim Phú Quốc ha. Mình sẽ uống. Mật sim. Sim là quả sim hả? Quả sim tím mình đấy. Là cái này là mật. Mà mình người ta sẽ thu hoạch về, sau người ta ủ. À là có men. Ở trong cái lưu nó lên men tự nhiên. Ồ, nó tạo ra là mật. Là sẽ xỉn đó. Tạo ra mật thì mình thưởng thức cái mật này. Rồi, mời tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến với chương trình Thiên Đường Ẩm Thực. Mời anh Giang, mời 1, 2, 3, mật sim, vô. Vô. Yeah. Chúc sức khỏe nha. Vô đi, vô một. Cái vị nó ngọt ngọt, nó có cái men tự nhiên là mình hơi nồng nồng cay cay, có đủ hết vị em thế. Rất là thú vị ha.
Thấy sao? Lạ, đầu tiên uống này á. Lần đầu tiên uống luôn hả? Lần đầu tiên. Hôm nay có nhiều cái lần đầu tiên quá. Uống này có giúp ích gì cho sức khỏe không? Này tốt cho đường ruột lắm á. Đường ruột tim mạch. Cái vị nó ngọt. Mật mà. Dạ. Đối với em thì em thấy cái này là đúng là có đủ vị luôn. Thứ nhất là có muối và đường này, tức là mặn ngọt này, chua của chanh và cay, hơi cái cay nồng của cái men lên á. Của cái men nó lên thì cũng giống như là tiền là lúc nãy ấy, thì nếu như mà có cái nước sim này ở giữa những món ăn thì nó sẽ làm tăng cái vị giác của mình và nó như kiểu một cái sự thanh tẩy cho cái lưỡi để đến với những món ăn tiếp theo vậy đó. Rồi, xin mời quá. Tay. Quá trời luôn. Uống cái này nó có cái vị rất là dễ chịu. Nó vừa phải á. Như là khi mà mình kiểu cảm giác mình uống rượu thì nó sẽ bị nặng quá. Nặng hơn. Nặng. Cái này nó vừa phải mà cái này mà uống và ăn á, trong lúc ăn nó cũng ngon nữa. Nghĩ như như cái món này mà nãy giờ mà nó có trong cái lúc mà mình ăn á, chắc là sẽ ngon hơn nhiều. Nó giúp mình thèm ăn á, giúp mình thích ăn. À, Công Ngân thấy sao nè, tập trung nè. Cái này ở quê em. Quê em ở đâu? Em ở Kiên Giang. Ủa vậy hả? Nãy giờ không nói tiếng nào. Nhà em gần bến tàu Phú Quốc. Vậy hả? Dạ. Em uống này chưa? Dạ chưa. Trời ơi, đúng vậy là chưa. Nằm ở chỗ đó quê mình mà không uống gì luôn. Xin lỗi hai bác Kiên Giang. Tại vì thôi, em nó bận rộn nhiều thứ quá nên em nó cũng chưa có cơ hội. Mong hai bác và bà con Kiên Giang thứ lỗi cho em đó. Rồi, một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người đã đến với chương trình. Rồi, chúc sức khỏe anh hai. Chúc sức khỏe. Ngày hôm nay hai đội chơi, một đội thắng thì dĩ nhiên là có phần quà. Và đội thua có quà luôn. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ trao quà cho hai đội. Ngày hôm nay xin cảm ơn các bạn đã đến tham gia chương trình Thiên Đường Ẩm Thực. Và chúng tôi cũng tri ân các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn. Cảm ơn. Và cái gì cũng vậy, đã đến đây rồi thì có quà về. Riêng Cao Ngân không có. Ồ. Người đâu? Em quá à. Nói chơi thôi. Ai cũng có quà. Mỗi bạn, đội mình không thắng nhưng mỗi bạn sẽ có 6 tháng sử dụng dầu ăn Tường Ăn Cookie Dough miễn phí. Chúng ta thì thắng mỗi bạn 1 năm sử dụng dầu ăn Tường Ăn Cookie Dough miễn phí. Và đặc biệt có chút tiền đổi xăng về 10 triệu đồng. Tất cả cùng vui. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty truyền thông và giải trí Điền Quân thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:25 tối thứ sáu hàng tuần trên HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng xin cảm ơn công ty cổ phần dầu thực vật Tường An và nhãn hàng Tường An Cooking Oil đã tài trợ độc quyền cho chương trình này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thanh Sa Mita. Mười triệu đồng. Chương trình được tài trợ độc quyền bởi công ty cổ phần dầu thực vật Tường An cùng nhãn hàng Tường An Cooking Oil. Nào cùng khám phá cách chế biến món ngon thịt ngon, nào cùng mau xem game show thử thách vui thịt vui, nào là thịt nướng hải sản với lẩu xiêu đã luôn, đội nào chiến thắng thì ăn hết luôn nào. Đội tôi chiến thắng, đội tôi chiến thắng. Bạn phải nhìn đói suốt cả chương trình đây, và chẳng phải xem kiến thức của ai hay thật hay, chỉ một đội thắng thương thương đến món ngon thịt ngon, Thiên Đường Ẩm Thực. Ông Hoàng Anh Vũ. Đội nào chiến thắng thì ăn hết luôn nào. Đội tôi chiến thắng. Bạn phải nhìn đói suốt cả chương trình đây, và chẳng phải xem kiến thức của ai hay thật hay, chỉ một đội thắng thương thương đến món ngon thịt ngon, Thiên Đường Ẩm Thực. Ông Hoàng Anh Vũ cùng chơi cùng vui.